Một cái tên của chương trình làm cho Hùng cảm thấy rất là có nhiều cảm hứng, Giấc Mơ Phù Đồng. Chúng ta đang nỗ lực để giúp cho những trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo có được sự hỗ trợ tích cực nhất. Thì đây là một cái chương trình vô cùng ý nghĩa mà Phi Hùng đã cảm nhận được từ báo Sài Gòn Giải Phóng kết hợp với các mạnh thường quân. Cho nên là trong chương trình này thì Phi Hùng cũng gửi gắm vào đó những thông điệp mang năng lượng tích cực, năng lượng yêu thương và giúp chúng ta gắn kết với nhau. Điều mà Phi Hùng cảm thấy tâm đắc nhất đó là khi mà tham gia chương trình này thì đã gặp được những người đạo diễn hết sức là nhiệt tình cũng như là ekip thực hiện thì vô cùng là chuyên nghiệp. Vì thế Hùng tin rằng là đêm Giấc Mơ Phù Đồng sẽ là một đêm ấn tượng mang lại cho khán giả. Trong tiết mục mà Phi Hùng tham gia thì Phi Hùng sẽ giới thiệu một ca khúc mà do Phi Hùng sáng tác, đó chính là bài hát Ngày Bình Yên. Trong thông điệp Ngày Bình Yên này là một tiết tấu rất là vui, sôi động kết hợp với nhóm ABC Kids. Và bên cạnh đó thì cũng giới thiệu về thành phố Hồ Chí Minh, một ca khúc có tựa đề Hòa Bình Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là một ca khúc mà có thể gói trọn được tất cả tâm tư của những người dân thành phố, lúc nào cũng nhiệt thành mến khách và một thành phố văn minh nghĩa tình.